Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Yamaha YBR150Z 2025 ra mắt tại Nam Á. Cái mẫu xe cấu hình lai giữa classic và xe địa hình. Hãng Yamaha vừa ra mắt thị trường cái phiên bản mới một cái chiếc con tài Yamaha YBR150Z 2025 tại thị trường Pakistan. Cái mẫu xe này mang cho mình ngôn ngữ thiết kế lai giữa phong cách classic và xe địa hình, với cái phần chè trước đưa lên cao mang đến cho anh em một cái mẫu xe khá là mắc. Yamaha YBR150Z 2025 được nâng cấp với cái cam màu vàng ánh kim hoàn toàn mới, tạo ra cái sự khác biệt so với màn trước đây. Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao lực 1990 x 745 với 1080 mm, cùng với cái trọng lượng 113 kg. Vành đúc thể thao, đèn pha tròn cổ điển kết hợp cùng với cái bản hộp unlock mang cái sự hoài cổ nhưng vẫn khá hiện đại. Cái chiều cao yên giữ ở mức 785 mm và cái khoảng sánh gầm 145 mm. YBR150Z 2025 đã được tối ưu với nhiều cái điều kiện địa hình khác nhau, giúp người lái dễ dàng điều khiển chiếc xe ngay cả trên những cái đền gồ ghề. Phiên bản YBR150Z 2025 số chứng minh cái cụm đèn pha tròn cố điển phía trước cùng với cái phần yên kéo dài phẳng và cái phần đèn hậu phần hình vuông, và mang chính một cái phong cách là cổ điển cũng như một cái chút kiểu là nét thể thao. Cái điểm mà tôi thích nhất chính là cái phần chè trước được làm phong cách adventure, mang tới một cái điểm nhấn là tươi mới. Có lẽ điều này phù hợp với cái điều kiện vận hành tại đất nước Pakistan. Nói đôi chút về cái mặt sức mạnh. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu được biết, Yamaha YBR150Z 2025 ở dụng cho mình động cơ 4 thì làm mát bằng không khí SOC, dung tích thật 124cc, sinh ra cái công suất 10,6 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 10,8 Nm, tại ngưỡng tua máy 6.000 vòng trên phút. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cho mình hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tăng chống phía sau, đảm bảo an toàn. Trong kia hệ thống treo bao gồm cái phục ống lồng phía trước, chạm sắp sau lò xo, mang đến các khả năng vận hành mượt mà. Yamaha YBR150Z 2025 được bán tại thị trường Pakistan với mức giá rơi vào khoảng 485.000 BKA, đó là tiền Việt nó tương đương khoảng là 39.500.000 đồng. Với một mức giá hợp lý, thiết kế ấn tượng, tính năng vượt trội, Yamaha YBR150Z 2025 là một trong những cái mẫu con tài lạ mắt trên thị trường hiện nay. Anh em nghĩ sao về thiết kế và mức giá của cái mẫu xe này? Hãy chia sẻ vào cái phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, lượt kia tiếp nhớ like, share, subscribe.